Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home. Thì hôm nay Smart Home giới thiệu với mọi người về một cái bộ khóa điện gồm có tủ điện này, UPS này, bộ khóa bằng cảm biến vân tay và thẻ RFID. Đấy. Và bên mình có lắp thêm một cái bộ gọi là bộ tránh trường hợp quên đóng cửa thì còi nó sẽ báo. Tức là mình đóng cửa lại thì nó không báo, còn mở cửa ra mà quên không đóng thì cửa sẽ báo nữa. Và tiếp đến là khóa nam châm điện. Đây là một loại khóa mới của bên mình mới về. Khóa này thì bên mình nó đang là thông số kỹ thuật là 280 cân. Đấy, 280 cân, quá 280 cân thì nó sẽ bung được. Còn đây là thông số của nhà cung cấp. Đây là cái miếng thép mà khi mà có điện thì cái này nó sẽ được hút rất là chặt ở đây. Đây là một cái tủ điện của bên mình có tích hợp này, một cái nguồn adapter 12V sạc cho một cái cục pin dự phòng UPS, có kèm mạch sạc cân bằng. Đấy, mạch sạc này sẽ được đưa vào pin và cấp nguồn cho cái bộ này. Cái bộ này là cái bộ báo đây, có cảm biến đây, báo đóng cửa hoặc mở cửa. Thì mình có thể thay bằng công tắc hành trình hoặc công tắc từ đều được. Hiện tại bên mình đang làm bằng hồng ngoại. Đây là cái biến trở thay đổi cái thời gian, chúng ta có thể thay đổi cái thời gian còi kêu bao nhiêu và thay đổi cái thời gian cảm biến khi mà mở cửa ra 30 giây hay là 1 phút thì mới cảnh báo, hoặc là bao nhiêu đấy thì do mình điều chỉnh cái biến trở này. Đấy, điện áp vào thì sử dụng luôn 12V của cái nguồn này ra. Và đây là một cái còi chip, mình lắp cái còi demo. Đấy, còn mình có thể lắp còi hú hoặc là còi 12V tùy các bạn. Còn đây là cảm biến này thì có thể kéo dài. Đấy, như mình nói thì có thể sử dụng công tắc hành trình hoặc là cảm biến hồng ngoại tùy các bạn. Cái này chỉ cần soi vào cái cánh cửa. Đấy. Khi mà không được soi thì mạch sẽ phát hiện và thông báo lên. Đây là bộ cảm biến vân tay RFID tích hợp thêm một cái nút nhấn ở dưới này. Tức là ở trong nhà thì mình có thể mở bằng tay mà không cần thẻ. Đấy, lật lại mặt trước này. Lật lại mặt trước thì có một cái đèn báo nguồn và một cái đèn báo tín hiệu khóa. Đấy, bên hông thì mình có lắp một cái công tắc nguồn. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cái cách hoạt động của nó nhé. Đây là khóa vân tay này. Đầu tiên mình sẽ đợi bật nguồn lên này. Bật nguồn lên thì cái khóa này nó sẽ được hút. Đây, bây giờ mình đang nghe được. Đấy. Bây giờ mình cấp nguồn vào thì khóa sẽ hút luôn. Đấy. Cảm biến mở cửa thông báo mình đang mở cửa. Đấy. Như này là đang đóng này. Đấy, như này đang mở này. Thì cái thời gian đây là do mình điều chỉnh. Đây, mình thử review với cái này trước nhé. Thì ví dụ trường hợp mà mình để thời gian là minh nhất. Rồi, đến reset. Nếu mà cửa đang đóng thì nó sẽ không làm gì. Và mình để khoảng 3 giây đi. Rồi. Mở cửa. Đấy, lâu hơn thì các bạn xoay biến trở nhé. Lâu hơn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lâu hơn thì cửa sẽ check. Nó sẽ check khi mà các bạn không đóng cửa thì mạch sẽ kêu. Đấy, mình đang vận biến trở nó tăng lên nên cái thời gian nó sẽ tăng lên. Đấy. Thì phát hiện cửa đang mở thì nó sẽ tự động kêu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi mà mình ra mình đóng cửa đi thôi. Đấy. Tắt đi xong chuẩn bị sẽ kêu lại đến khi mà mình đóng cửa lại. Đây, ví dụ mình đóng cửa lại thì nó sẽ kêu hết cái hồi này và nó dừng. Đấy, nó sẽ không kêu nữa. Được chưa? Đây là mình review cái tính năng để cảm biến mở cửa khi mà quên đóng cửa thì sẽ báo cho chủ hoặc là kêu còi. Đấy, mình sẽ tạm thời mình cho cái này tăng lên thì mình review cho mình thấy nó có tiếng. Hoặc là mình cho nó luôn sáng, tức là luôn đóng cửa đi. Ok. Tiếp đến là chức năng. Bây giờ đây mình đang dùng pin nhá. Hiện tại nguồn nó không cắm bởi vì là
Đấy, cái này nó có pin rồi. Đấy, khóa vân tay. Đây là nút nhấn này. Khi mình nhấn thì các bạn sẽ nghe cái tâm châm nó kêu kẹt thế này. Đấy, là mở ra. Đấy, cửa đang được mở. Và đóng lại. Đấy, đóng lại thì đèn sẽ báo. Và giờ mình sẽ không năng này được. Đây, đèn báo này, nâng ra. Đấy, khi mà đèn tắt thì đồng thời khóa cũng hút. Đấy, thì đèn mà sáng. Chức năng nữa là chức năng mở bằng thẻ. Thì bây giờ mình đang thẻ không không có chức năng này. Đấy, không mở được đúng không? Đèn không sáng này. Rồi mình sẽ update thẻ này. Đấy, update thẻ thì khi update thẻ xanh này, cho thẻ cần update vào và thoát. Bây giờ mình có thể mở cửa này. Đấy. Đấy, đèn mở đấy. Khóa mở ra. Đấy. Còn đây là thẻ xóa này. Ví dụ mình muốn xóa này. Mình thêm thẻ này. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ thử không được. Đấy. Nó báo thẻ sai. Bây giờ là chức năng học thẻ bằng học vân tay này. Bây giờ mình sẽ update vân tay này. Đây, cầm lên cho các bạn xem. Gặp một lần, đèn nháy. Nhấn tay vào. Đấy, đèn nó phải nháy như này mới được nhé. Đấy, như thế là đã học thành công. Và bây giờ mình sẽ thoát ra. Bây giờ mình sẽ học vân tay thì mình sẽ thực hiện vân tay. Đấy, đèn đã mở. Dạ. Đằng sau cái mạch này thì nó có thêm cái nút để cài đặt nhé. Đây này. Đây nó có một cái cảm biến nhấn khi mình thoát ra này. Khi mình nhấn mở ra thì nó sẽ bị kêu liên tục. Đấy. Còn đằng sau nó có số 1 với số 8. Trong cái quy trình của bên mình có để cách quy cách học lệnh rồi. Các bạn có thể xem cái quy trình. Đấy. Rồi thì mình vừa mới giới thiệu với các bạn về bộ khóa cửa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.